Quý vị và các bạn thân mến, ngồi kế bên tôi đây là hai cô gái xinh đẹp, là những hit maker. Họ thường ra những bài hát mà phải nói rằng là luôn luôn nằm trên top trending, mà thứ hạng cao mà còn nhiều ngày nữa cơ chứ. Cho hỏi là bí quyết của hai bạn là gì? Ai muốn trả lời trước nè? Sao cơ, em nói gì? Dạ Kinh La Đắc Thọ ạ. Ơ, chị. Cái bí quyết thì không có bí quyết. Bởi vì có những người sinh ra cái số phận của họ nó phải nằm ở trên top 1 trending ngay. Thì ok. Dạ. Đó. Ok. Chỉ khi nào cái bài nào em ra mà không nằm trên top 1 là nhắn tin cho em nha. Dạ, nó cũng tùy năm ấy. Nhưng mà mình chỉ cống hiến hết sức thôi. Tự dưng nó tới với mình vậy đó. Thì em nghĩ đó là cái sự may mắn của em. Dạ. Ok. Thế còn Chibu, em có cái bí quyết gì không? Thực ra với bản thân em thì những ai đã theo dõi tất cả các sản phẩm của Chibu từ trước đến nay rồi ấy, thì đều nhận xét rằng là luôn luôn đầu tư về mặt concept, hình ảnh, nội dung, kịch bản của MV. Thì em nghĩ là tất cả những cái hiệu ứng từ những yếu tố ngoài cái bài hát để tạo nên một cái MV thực sự gây tò mò, thích thú và thu hút khán giả như vậy thì nó cũng là một cái điều để mà khiến cho khán giả truy cập vào cái bài hát của mình nhiều nhất và nhanh nhất trong một khoảng thời gian ngắn. Thì điều đó đã giúp cho cái sản phẩm của mình lên được top trending. Chị em mình là cái gì cũng có nhưng mà cái sự khiêm tốn là không có. Không, thực sự ra mà nói thì cũng đúng thôi. Nhưng mà quan trọng là mọi người sẽ chú ý nhất vào những cái phần như thế nào, ví dụ. Ngày xưa thì thực ra mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Một ca sĩ đôi lúc ra một bài hát mà kể cả không quay MV nữa, nhưng bài hát đó hay, lên MP3 vẫn hit, vẫn nhiều người nghe và vẫn đi diễn ở bao nhiêu năm. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì em nghĩ tất cả các ca sĩ đều rất là đầu tư cho sản phẩm của mình, từ âm thanh, âm nhạc cho đến chất lượng MV về hình ảnh nữa, và cả về ý tưởng nữa. Tất cả mọi thứ nó đều là những cái yếu tố rất là quan trọng để tạo nên một cái sản phẩm mà chạm đến trái tim của khán giả. Giang tương đối là đồng ý, bởi vì cứ một ngày là có khoảng 3-4 MV ca nhạc ra mắt. Mà MV nào cũng chất lượng, MV nào cũng đầu tư luôn. Và họ đầu tư một cách rất chuyên nghiệp. Thì nếu các ca sĩ khác họ không làm như vậy thì liệu có thể cạnh tranh được hay không? YouTube bây giờ là cái cơ hội cho tất cả mọi người, từ underground, nghệ sĩ indie, thậm chí là tất cả các miền miền Tây, miền Trung, miền Bắc, tất cả các thể loại dòng nhạc, cả nhạc chế. Một nghệ sĩ trước đó chưa từng có tên tuổi, chỉ cần tung một sản phẩm lên YouTube cũng có thể trở thành nổi tiếng và có thể chiếm lĩnh top trending. Thì cái cuộc chiến của những nghệ sĩ mainstream nó lại phải khác hẳn, bởi vì bạn đã được coi là mainstream, đã được hoạt động nhiều, được có quảng cáo, có sự xuất hiện gọi là official, chính thống đó. Thì cái, chả lẽ cái mức độ đầu tư bạn lại thua những cái nghệ sĩ khác, thì là một cái áp lực quá lớn lên và những cái người nghệ sĩ giải trí như là Hương Giang với cả chị thời buổi ngày hôm nay. Thì Thành cũng hy vọng rằng là sắp tới thì Hương Giang với Chibu vẫn tiếp tục giữ vững được cái phong độ của mình, sẽ cho ra những cái sản phẩm chất lượng như thế để cho quý vị và các bạn có được nhiều cái sự lựa chọn hơn, và quan trọng hơn là chúng ta có được những sản phẩm chất lượng để theo dõi. Đó là hai hit maker đến với chương trình Chibu và Hương Giang. Chúc cho hai em sẽ tiếp tục phong độ và may mắn trong những năm sắp tới nhé. Cảm ơn anh ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.